đang đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Và mọi người cảm nhận như thế nào về không gian của ngôi nhà Khẩu vị ngôi sao ngày hôm nay nào? Hoàng Đức Bơ cảm thấy đây là một không gian khá là ấm cúng và cực kỳ an toàn. Hãy cùng với Hoàng, chúng ta cùng nhớ lại những khoảnh khắc rất là thú vị trong rất nhiều mùa phát sóng của Khẩu vị ngôi sao. Khi đến với Khẩu vị ngôi sao sẽ là những phút giây rất là vui nhộn, đặc biệt là những công thức chế biến rất là hữu ích dành cho quý vị xem đài. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tình cảm mà riêng với Hoàng Rapper dành cho Khẩu vị ngôi sao quý vị nhé. Hoàng thì có may mắn được đồng hành với Khẩu vị ngôi sao từ mùa 5 và chúng ta đã trải qua 7 mùa khác nhau rồi. Và tôi cảm thấy là cứ mỗi mùa như vậy, chúng ta sẽ có được rất là nhiều những công thức chế biến món ăn ngon. Đặc biệt hơn hết là những kịch bản luôn được nâng cấp với nhiều phiên bản khác nhau, cực kỳ hấp dẫn. Rất nhiều bạn trẻ đến đây đã thể hiện được rằng mình là một người trẻ tuổi nhưng mà có tài nấu nướng rất là đảm đang. Điều đặc biệt ở cái mùa đầu tiên mà Hoàng được tiếp xúc với Khẩu vị ngôi sao, đó chính là cái tủ lạnh. Tủ lạnh thần thánh lắm quý vị. Mở tủ lạnh ra luôn luôn là cả một thế giới ẩm thực bên trong đó. Nào là thức ăn, đồ uống, và điều đặc biệt hơn hết là những cái manh mối để cho các khách mời tiết lộ về gu ẩm thực của họ. Nhưng bên cạnh đó, một số nghệ sĩ đã tinh mắt tinh ý phát hiện ra cái bề mặt khá là bóng loáng của chiếc tủ lạnh đã giúp cho họ quay cớp. Chúng tôi đã biết được cái bí mật này khi một số nghệ sĩ đã nói nhờ tủ lạnh để em biết được cái hình trong đó là hình gì để em giả đáp một cách dễ dàng. Ban biên tập đã phát hiện ra được điều này nên quyết định nâng cấp lên, không dùng chiếc tủ lạnh đó mà đã trở thành những ô số bí ẩn. Đây là những con số được ẩn chứa phía bên trong là những từ khóa liên quan đến việc ăn uống hay là sở thích ăn uống của các nghệ sĩ. Và đương nhiên, để lật ra những ô số này, các người chơi và nghệ sĩ nữa sẽ cùng nhau trải qua những thử thách và đặc biệt là những trò chơi đối kháng. Bên cạnh đó là những câu hỏi về ẩm thực cũng rất là thú vị, hy vọng sẽ giúp cho quý vị có thêm được nhiều kiến thức về ẩm thực. Đó chỉ là những kỷ niệm vui vui thôi. Và bây giờ sẽ là một trong những chủ đề mà ngày hôm nay Hoàng muốn giới thiệu với mọi người. Với Khẩu vị ngôi sao đã có rất nhiều câu chuyện cảm động về gia đình được chia sẻ bởi những người chơi và các thần tượng của họ. Bữa cơm gia đình luôn là một trong những yếu tố mà chúng tôi cảm thấy trân trọng nhất. Nào, chúng ta đến với chủ đề ngày hôm nay, bữa cơm gia đình quý vị nhé. Nói đến bữa cơm gia đình thì Hoàng ấn tượng với một nghệ sĩ, đó chính là Lâm Quốc Khải. Lâm Quốc Khải luôn cố gắng làm sao nỗ lực qua từng ngày để có thể chu cấp một cách trọn vẹn nhất dành cho gia đình của mình. Và cái điều mong ước của anh ấy khi đến với Khẩu vị ngôi sao đó chính là hai món ăn, nó đều liên quan đến bữa cơm gia đình quý vị ạ. Và đặc biệt hơn hết là khá ấn tượng với cơm hến. Lúc đầu Hoàng hơi lo là không biết là cái yêu cầu này, đơn đặt hàng này có được hai người chơi vượt qua dễ dàng hay không. Chúng ta cùng xem lại những hình ảnh này nào. Cao lương mỹ vị. Đúng là đối với em là cao lương mỹ vị thật á anh. Đó là một bữa cơm gia đình đơn thuần thôi, có đầy đủ tất cả mọi người. Gia đình lớn của em là chỉ có 5 người thôi, nhưng mà 5 người ở 5 nhà khác nhau. Một năm là chỉ có một ngày thôi, có thể là ngày đó là cao lương mỹ vị đối với em, là tất cả những thành viên có thể là gặp mặt nhau, là ngày 30 Tết. Chà, thật là đáng quý. Như vậy chúng ta hiểu rồi, Lâm Quốc Khải không muốn nói đến là cao lương mỹ vị mắc tiền hay là khó kiếm rồi, mà làm một cái giá trị tinh thần về bữa cơm đoàn viên. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Và chúng ta đã khám phá được một số điều bí mật của Lâm Quốc Khải qua ba từ khóa này. Ngay sau đây sẽ là đặc quyền riêng của bạn Quốc Huy đã giành chiến thắng ở thử thách cuối cùng. Đặc quyền tiếp theo của bạn đó chính là được lựa chọn một trong hai món ăn mà Lâm Quốc Khải đã đặt hàng ngày hôm nay. Nào Quốc Huy, hãy lựa chọn. Đây. Một bên là cơm hến, một bên là bữa cơm gia đình. Đây, đó là lý do vì sao hồi nãy Hoàng Đức Bơ cảm thấy khó tưởng tượng được. Thí dụ cơm hến đi, mình đã quá rõ về món ăn này rồi, nhưng mà còn bữa cơm gia đình đây thì đúng với cái cao lương mỹ vị hồi nãy mà Lâm Quốc Khải đã chia sẻ rồi. Bữa cơm gia đình sẽ như thế nào đây? Hai món ăn này, một bên cơm hến, một bên bữa cơm gia đình, bạn Huy chọn món nào? Em nghĩ sẽ chọn món là ấn tượng đặc biệt đối với anh Khải, đó là cơm hến. Cha cha, bạn quê ở đâu mà bạn lại quyết định chọn cơm hến? Dạ em quê ở Thành phố Hồ Chí Minh anh. Ồ, xa dữ hả? Thằng mình nha, cơm hến nói vậy chứ mấy món lại làm cơm hến anh chuẩn bị sẵn hết trơn. Còn riêng bữa cơm gia đình mới khó nè.
Thì đâm ra bắt buộc là bạn Giang phải chọn bữa cơm gia đình thôi. Nên bây giờ lát nữa đây bạn muốn nấu những món gì, thành phần ra sao, viết ra để tôi đi chợ giùm bạn, để lát nữa bạn có cái mà nấu. Thường là bữa cơm gia đình là bữa cơm rất là đơn giản, nhưng mà làm sao để gây ấn tượng được với anh Khải đó là một điều rất là khó. Rồi, cảm ơn các bạn. Nếu như ai còn được cái may mắn được ở bên cạnh những người thân trong gia đình của mình, được ăn những bữa cơm hàng ngày quen thuộc, thì hãy trân trọng điều đó quý vị nhé. Bởi vì trong tình hình chung này đã có rất nhiều lời yêu thương và nhớ nhà được gửi tặng đến cho chương trình chúng tôi rất là nhiều. Bởi vì những bữa cơm gia đình không cần phải xa hoa, chỉ cần gần gũi, ấm áp. Và đã có một vị khách mời đến đây cũng mong muốn được nhớ lại những bữa cơm gia đình đó, đó chính là ca sĩ Titi. Anh ấy đã yêu cầu chương trình và yêu cầu người chơi hãy cố gắng làm sao phục vụ anh ấy hai món ăn, đó chính là sườn chiên xả và canh chua cá lóc. Thơm quá. Bây giờ là Hà Thu đang cầm đây hai món ăn mà anh Titi đã ghi ra. Thơ đã giành chiến thắng thì em có quyền chọn một trong hai món là canh chua cá lóc và thịt chiên xả. Em cũng khá là thích ăn canh chua nên là em sẽ chọn canh chua cá lóc ạ. Canh chua cá lóc. Lên ơi, em biết nấu món này không? Em biết là món thịt sườn chiên ngọt, còn chiên xả thì chắc để hôm nay em thử. À, thử đó, lần đầu tiên đó anh. Lần đầu tiên. Đến với khẩu vị ngôi sao, không chỉ là sự thay đổi, cập nhật mới hơn dành cho nội dung kịch bản, mà còn là tăng thêm nhân sự để có thể dẫn dắt và đồng hành với từng bữa cơm với khẩu vị ngôi sao. Đó chính là sự xuất hiện của MC nữ Hà Thu, rất là xinh đẹp, dễ thương, cũng như là MC Tuyền Tăng. Chúng ta nói đến Hà Thu trước nhé. Hà Rapper rất thích cái cách nói chuyện dễ thương và gần gũi của Hà Thu, bởi vì cái sự ngây thơ mộc mạc của cô ấy đã khiến cho cái cuộc trò chuyện nó cảm thấy dễ gần hơn rất là nhiều. Diễn viên Huỳnh Quý luôn đề cao bữa cơm gia đình, không bỏ bữa. Dù có bận rộn cỡ nào thì anh ấy vẫn cố gắng làm sao hàng ngày quay trở về với mái nhà của mình để được thưởng thức bữa cơm gia đình. Đó cũng chính là lý do mà ngày ghi hình cùng với khẩu vị ngôi sao, Huỳnh Quý đã yêu cầu lập tức hai món cơm luôn. Trời ơi, hai món cơm để thử thách người chơi, đó chính là cơm chiên hải sản và cơm chiên Dương Châu. Mời bạn lật ra hai món ăn đã đặt hàng. Món đầu tiên là này, sơn hào. Sơn hào quá. Cơm chiên Dương Châu. Dạ. Yeah. Món còn lại chắc phải là canh nè. 2, 3. Món còn lại Dương Châu là khác cơm hải sản nha. Ủa rồi mắc chứng gì chọn hai cái cơm chiên hết vậy? Thường người ta chọn món nước, món khô hay là món mặn, món ngọt cho đa dạng. Tại vì ngoài cái sở thích là hủ tiếu mì của em thì món em thích nhất là món cơm chiên. À, Mỹ Tiên, em có quyền ưu tiên chọn. Một là cơm chiên hải sản, hai là cơm chiên Dương Châu. Em chọn món nào? Dạ em chọn cơm chiên Dương Châu. Cơm chiên Dương Châu, tại sao? Tại em thấy món kia hơi khó. À, món Dương Châu rõ ràng là cũng khá là đơn giản. Dạ. Như vậy là chắc chắn món còn lại, cơm chiên hải sản sẽ thuộc về Huyền nha. Dạ. Cứ mỗi lần mà Hà Thu là MC nữ, rồi gặp gỡ một nghệ sĩ nữ khác nữa, ôi, thì quý vị biết rồi đó. Hồi chị em được gặp nhau thì cuộc nói chuyện rất là rôm rã, sôi nổi. Và bên cạnh đó, bữa cơm gia đình cũng không nhất thiết là phải quá gần gũi hay là quen thuộc, bởi vì có nhiều nghệ sĩ đến đây. Họ muốn tận dụng cơ hội, họ muốn thay đổi cái khẩu vị của mình để được thưởng thức nhiều món ăn ngon, lạ, mới hơn. Và khẩu vị ngôi sao sẽ đáp ứng được đủ điều đó, bởi vì chúng tôi đầy đủ nguyên liệu. Còn việc nấu được hay không là do người chơi. Và đã có một vị khách mời đưa ra yêu cầu khá là đặc biệt mà đến tận bây giờ Hoàng vẫn chưa nhớ chính xác lắm cái tên món ăn. Để nhớ coi, sushi, rồi ăn chung với cá chép ong dưa. Wow, phải như ngày hôm đó Hoàng được ghi hình cùng với Bình Tinh thì Hoàng sẽ được ăn món đó rồi. Tiếc quá Bình Tinh ơi, Hà Thu được ăn sushi và cá chép om dưa. Để có món nào thuộc sở trường của mình không? Dạ, em chọn món sushi. Quan đó, chọn món sở trường là sushi. Quan trọng là cái chất nha cơ. Dạ. Còn lại món cá chép om dưa là thuộc về Kim Anh. Từ cầu kỳ cho đến gần gũi thì chúng ta đều cảm nhận được rất là nhiều tình cảm của các khán giả hâm mộ đến đây dành cho các thần tượng, các nghệ sĩ của mình. Mỗi khán giả đều chia sẻ những ấn tượng dành cho nghệ sĩ mà mình yêu mến bấy lâu qua. Và đã có rất nhiều lời chia sẻ khá là ấn tượng. Quý vị cùng theo dõi lại nhé. Bây giờ xin mời Lâm Quốc Khải cùng quý vị khán giả, chúng ta sẽ chào đón thêm hai vị khách mời nữa. Đây là hai vị khách sẽ sẵn sàng để nấu ăn cho Lâm Quốc Khải ăn ngày hôm nay, với đúng với hai món ăn mà bạn đã order cùng với chúng tôi. Dạ. Và bây giờ xin mời Lâm Quốc Khải hãy chào đón sự xuất hiện của hai bạn Bá Giang và Quốc Huy. Đây.
Bảo Giang và Quốc Huy. Chào hai bạn. Chào em. Chào em. Chưa dễ chân là thấy no rồi đó. Bá Giang và Quốc Huy là hai người bạn mà tôi đã bí mật mời đến đây trước để bạn ấy có thể lắng nghe và chào đón sự xuất hiện của Lâm Quốc Khải. Dạ. Và bây giờ xin mời các bạn giới thiệu kỹ về mình hơn nữa để Lâm Quốc Khải hiểu rõ mình. Xin mời bạn. Dạ, chào anh Khải, em là Quốc Huy. Hiện tại công nghiệp là người mẫu tự do. Còn bạn? Dạ, em tên là Lê Bá Giang. Hiện tại là em đang học cao học về mảng y tế công cộng. Và em đang theo đuổi một cái nghiên cứu về mặt dinh dưỡng. Và rất mong là em sẽ mang được cái kiến thức của em đến với chương trình ngày hôm nay. Hợp lý quá, thấy chưa? Cái này đã được ăn còn được đo dinh dưỡng nữa, còn gì bằng nữa anh. Đó, xuất sắc. Và rõ ràng là hai bạn có một tình cảm rất đặc biệt đối với Lâm Quốc Khải. Riêng với Quốc Huy nè, bạn ấn tượng với Khải ở những điểm nào? Xem những cái Lotto Show á thì có những bài hát rất là vui tai. Khi mà bị stress á thì em nghe về thì em rất là giải trí về những cái bài. Còn với Bá Giang thì sao nào? Bạn thích Khải nhất ở điểm nào? Khi mà xem tiết mục của anh Khải và các bạn ở trong đoàn Lotto của anh á, em thấy là các bạn thật sự là rất là thông minh khi mà nhanh trí mà có thể là hát ngay được cái số và như vậy. Và em rất là hâm mộ anh Khải bởi vì là ngoài làm nghệ thuật ra thì đoàn Lotto của anh có thể giúp được rất là nhiều người. Em rất là ấn tượng với cái trái tim của anh, vừa làm nghệ thuật mà mình vừa giúp đỡ được rất là nhiều bạn. Thì em nghĩ đó là một điều rất tốt. Cẩm Linh giới thiệu một chút xíu về mình nha. Em là Cẩm Linh, năm nay em 25 tuổi. Công việc hiện tại của em là một giáo viên mầm non. Giáo viên mầm non. Cô giáo mầm non. Vậy là biết khéo, rất là biết nấu ăn đúng không? Dạ. Rồi biết chăm sóc. Chăm sóc trẻ em nữa. Chăm sóc người lớn cũng được đó Titi. Được không? Em chưa biết về khoản đó. Có vẻ hơi giống nhau rồi đó ha. Thôi bây giờ Ngọc Thơ, em giới thiệu một chút về bản thân mình nè. Em tên là Ngọc Thơ, năm nay em 20 tuổi, hiện đang là sinh viên ạ. Sinh viên thì em ở với ba mẹ hay là ở trọ? Dạ, em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Vậy là ở với mẹ là mẹ nấu cho ăn phải không ta? Dạ, thật ra thì do ba mẹ em cũng đi làm nhiều nên là từ bé là mẹ đã dạy cho nấu ở nhà. Tại em còn có em nữa là phải nấu cho em ăn nữa. Em hâm mộ anh Titi từ các sản phẩm sau này của anh Titi đúng không? Khi mà anh Titi tách ra solo. Dạ, thật ra là từ bé luôn ạ. Từ bé? Dạ, bé lắm. Tụi em là còn kiểu không được mua đĩa riêng từng người về nhà mà phải góp tiền vô. Xong rồi qua nhà một đứa bạn coi chung một cái tivi như vậy là ngồi tụ tập vô coi. Trời ơi, chị thấy anh Titi hát mà mấy em vất vả quá. Đứa thì phải nhịn ăn, đứa thì phải qua nhà bạn. Titi ơi, mình cảm thấy như thế nào? Mình hạnh phúc về điều đó chứ hả? Rất là hạnh phúc. Xin mời Huỳnh Quý cùng với quý vị khán giả chào đón hai bạn Thanh Huyền và Mỹ Tiên. Đó, chào hai bạn. Mời hai em ngồi, mời hai bạn. Chào hai bạn. Nào, mình tự giới thiệu về bản thân đi, mời em. Dạ, em chào anh Hoàng, em chào anh Quý. Em tên là Thanh Huyền, hiện tại em 21 tuổi. Em đang học diễn viên và em thần tượng anh Quý. Dạ. Rồi, cảm ơn em nhiều. Dạ. Cảm ơn em. Mời em. Dạ, em chào anh Hoàng, em chào anh Quý. Em tên là Mỹ Tiên, hiện tại em đang là mẫu ảnh và đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Người mẫu nha, cũng là liên quan nghệ thuật. Động lực nào đưa đẩy em đến đây? Dạ, tại vì em thấy anh có ngoại hình cao, đẹp trai. Giống như chương trình hẹn hò ấy trời. Nói thích em. Đáng yêu quá. Dạ. Cảm ơn Tiên. Và hy vọng là hai bạn ngày hôm nay cố gắng dành tình cảm của mình, sự chân thành sẽ khiến cho món ăn ngon miệng hơn. Chị hãy giúp em order lên giấy hai cái món ăn khoái khẩu nhất mà chị muốn thưởng thức trong chương trình Khẩu vị ngôi sao ngày hôm nay nha. Ghi liền không cần suy nghĩ. Và bây giờ hãy cùng chào đón hai bạn fan hâm mộ đến đây để nấu cho chị Bình Tinh thưởng thức trong ngày hôm nay. Xin mời bạn Kim Anh và bạn Hải Cơ. Mời hai bạn. Hi. Chào mừng hai bạn đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Được gặp thần tượng của mình vui không? Dạ vui ạ. Vui thì trước tiên mình giới thiệu một chút về bản thân ha. Em tên là Hải Cơ, năm nay em 20 tuổi. Hiện tại thì em đang học diễn viên tại sân khấu kịch Minh Nhí. Rồi, bây giờ Kim Anh giới thiệu một chút về mình nha. Em tên là Kim Anh, năm nay em 25 tuổi. Hiện em đang bán hàng online. Dạ, và em cũng rất là mê về Bình Tinh. Tại vì em chưa bao giờ gặp chị ở ngoài hết á. Nhưng mà em coi mấy cái mà chị diễn á, em thích lắm cái sức hút á. Lúc nào em coi là em như hả họng à. Rất là thích luôn. Vì sao một cô gái nhỏ nhắn như vậy đúng không? Dạ. Lại có một cái năng lượng tuyệt vời như vậy. Dạ đúng rồi.
Khẩu vị ngôi sao đã được đồng hành cùng với quý vị khán giả trên kênh HTV7 7 mùa khác nhau rồi quý vị à. Một trong những lý do mà giúp cho chúng tôi có được nhiều tình cảm của quý vị khán giả được đồng hành lâu đến như vậy, đó chính là kiến thức về ẩm thực cũng như là văn hóa nghệ thuật ở khắp nơi cung cấp đến cho quý vị thông qua những trò chơi, những câu hỏi tưởng chừng như rất đơn giản nhưng sẽ giúp cho chúng ta khám phá được rất là nhiều nét hay, nét mới lạ về văn hóa ẩm thực của Việt Nam cũng như là thế giới. Bên cạnh đó, những trò chơi và câu hỏi cũng chính là mục tiêu để cho người chơi, những người khán giả hâm mộ sẽ phải cố gắng có được những số điểm cần thiết để giúp cho họ có được nhiều ưu thế khi đến với Khẩu vị ngôi sao. Hoàng nhớ khá nhiều những câu hỏi liên quan đến ẩm thực mà chính Hoàng cũng cảm thấy bất ngờ. Nào chúng ta cùng nhớ lại xem. Một số câu hỏi liên quan đến ẩm thực, ví dụ như là món ăn khâu nhục ở Lạng Sơn cùng với diễn viên Huỳnh Quý, quý vị nhớ không? Wow, câu này khó à. Khâu nhục là món ăn đặc sản của tỉnh nào? Sẽ có 3 gợi ý đi. A. Lạng Sơn, B. Lào Cai, C. Bắc Cạn. Dạ, 3, 2, 1, xin mời đáp án. Trời đất ơi, thiệt cái đáp án nó dễ thương y như chủ nhân luôn vậy trời. Thật thà ghê. Em nghĩ là 3 chấm Lạng Sơn. Bên đây em chọn đại tại em không biết C là Bắc Cạn. Dạ, em thấy cái tên lạ. Đúng rồi. Đối với những người miền Nam của mình á, thì ít có cơ hội để lắng nghe. Khâu nhục là đặc sản của Lạng Sơn. Chúc mừng em. Huyền ba chấm này nghĩ đại nè. Dạ, chứ đúng ngại rồi. Cái gì. Chúc mừng bạn Huyền, bạn đã trả lời chính xác. Bởi vì khâu nhục là một món ăn thường được thấy trong những dịp lễ Tết hoặc những sự kiện quan trọng như đám cưới, đám hỏi hoặc ma chay của người dân tộc vùng cao phía Bắc, nổi tiếng nhất là ở Lạng Sơn. Khâu nhục được làm từ thịt lợn nhưng lại mang cho người thưởng thức một hương vị thật khác khi được chế biến rất cầu kỳ với đầy đủ những loại gia vị như húng liều, ngũ vị hương, địa liền, mật ong, rượu, giấm, xì dầu, vân vân. Bên cạnh những câu hỏi liên quan đến ẩm thực khá là phức tạp hoặc là hơi xa lạ đối với những bạn trẻ, còn có những câu hỏi vui, những câu đố mẹo giúp cho không khí giao lưu ngày hôm đó cảm thấy rất là thoải mái. Nào chúng ta đến với những câu hỏi nằm trong phần xuất hiện của nghệ sĩ Bình Tinh quý vị nhé. Hai bạn lắng nghe gợi ý nha. Khi còn xanh, ăn em vừa chua vừa chát. Lúc chín rồi vị ngọt cũng chẳng át nổi chát chua. Em đây chẳng phải loại trái cây vua, chỉ là trái dại không hơn thua với đời. Câu hỏi là em là trái gì? Rồi chị Bình Tinh biết luôn. Cái này biết luôn. Nha, cái này biết nha. 3 nè, 2, 1. Hết giờ, xin mời đưa bảng. Trái khế, còn bên này là chùm ruột. À, chị Bình Tinh nãy hình như em thấy chị biết thì phải. Đó là trái trâm. Bây giờ chương trình sẽ cung cấp cho các bạn thêm một chút thông tin về trái trâm nha. Trái trâm còn có tên gọi khác là trâm móc, trâm vối hay là vối rừng. Trái trâm thường kết lại từng chùm, trái to bằng đầu ngón tay, có màu xanh, khi chín vỏ căng bóng và màu tím. Trái trâm có chứa nhiều vitamin, chất sắt và kali nên có tác dụng hỗ trợ cải thiện huyết sắc tố, ổn định tim mạch. Đối với Hoàng Rapper thì đã từng là một học sinh cá biệt và lười học nên hạn chế câu hỏi lắm. Những câu hỏi đa số là Hoàng trả lời sai hết trơn. Nên riêng Hoàng thì Hoàng lại thích những câu hỏi mà thử thách liên quan đến sự đối kháng, vận động. Hoàng cảm thấy hào hứng hơn rất là nhiều. Và một trong những cái thử thách mà Hoàng không nhịn nổi cười đó chính là gọt dưa leo bằng răng đó quý vị. Nào quý vị nhớ lại xem những người chơi sẽ phải vượt qua cùng với Lâm Quốc Khải như thế nào quý vị nhé. Chúng ta sẽ vận động một tí để lát nữa mình có được quyền lựa chọn một trong hai món ăn mà Lâm Quốc Khải đã đặt hàng. Trong vòng 1 phút 30 giây là chúng ta phải gọt vỏ dưa leo mà không được sử dụng bất cứ một dụng cụ nào hết. Mà dụng cụ gọt vỏ dưa leo ở đây chỉ là trên cơ thể của mình mà thôi. Trong vòng 1 phút 30 giây, ai gọt được nhiều vỏ hơn thì người đó thắng. Chuẩn bị nào. 3, 2, 1, bắt đầu. Gọt vỏ nha, chứ phải ăn nha. Chứ mà ăn luôn là mình sẽ tính theo cái diện tích của trái dưa leo bị hao mòn nha. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Cái này găng giả sao trời. Ghê thiệt, bởi vậy tôi đang bấm giờ đó. Lần đầu tiên tôi thấy mà ăn dưa leo giống như là cạp bắp vậy đó. Thì quá em ơi. Kinh nghiệm quá. Ghê thiệt, kinh nghiệm ăn bắp. Trời, người ta xoay, người ta phải chuyên nghiệp không? Ồ, ghê chưa? Quá dữ luôn. Chúng ta chỉ còn chưa đầy 30 giây nữa thôi, cố lên. Xong.
Cái này là trái dưa leo hả em? Đúng anh hả? Thấy nó giống cái cùi thơm hơn á. Rồi các bạn để thành phẩm lên đây. Cảm ơn Giang, em đã cố gắng hết sức nhưng mà không thể nào vượt qua được. Ôi, một thành phẩm nè, trơn tru đẹp đẽ. Đẹp quá trời đẹp. Nhìn như là cái cùi thơm vậy đó. Cùi thơm. Đẹp hết sức. Mà rõ ràng bạn Huy á, là có nhiều lợi thế. Răng chắc đẹp khỏe, cười gái coi. Cười gái rồi, đà. Thấy không, tận dụng từ lời nói tới hàm răng luôn, thấy chưa? Rõ ràng là lợi thế đó là giúp cho bạn đã giành chiến thắng ngày hôm nay. Quý vị thấy không, những trò chơi khá là thú vị. Tưởng chừng như đơn giản, như làm thì khó lắm à. Nhưng quan trọng hơn hết là đem lại nụ cười dành cho mọi người và khán giả. Chứ đừng nói giờ. Làm lại à? Ác kìa. Em nhớ mang ở tốt với biên tập lắm hả? Giờ tự nhiên biểu em chơi lại trò này cho mọi người xem làm sao? Đăng sứ người ta mới làm đó. Thôi dù sao thì ở nhà buồn không có gì làm đó quý vị. Thì mình thí dụ có con cái, có vợ chồng chơi với nhau đua này cũng vui lắm. Đó, luật chơi đơn giản thôi. Thì ai lột hay là gọt vỏ dưa leo bằng răng, bằng miệng trong thời gian nhanh nhất thì người đó thắng. Thử xem, chuẩn bị biên tập bấm giờ. Trời ơi, còn hơn là gọt, là gặm bắp nữa. Trời ơi, chị này chắc đi gặp nha sĩ thiệt rồi. Rồi đó. Rồi ôi. Vâng, khoảng thời lượng cạp dưa leo của em đã chiếm khoảng chừng 1/10 thời lượng phát sóng ngày hôm nay rồi quý vị ạ. Xin mong quý vị thông cảm nha. Nha. Đẹp quá. Kính thưa quý vị, chúng ta đang quay trở lại với Khẩu vị ngôi sao, những phiên bản rất là đặc biệt khi mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhìn lại và nhớ lại những khoảnh khắc vui nhộn cùng với các nghệ sĩ khách mời và những khán giả hâm mộ của họ. Mục tiêu chinh phục của các khán giả là lật ra những ô số mang những từ khóa bí ẩn liên quan đến gu ẩm thực hay là sở thích ăn uống của các nghệ sĩ. Và chắc chắn sẽ có một số từ khóa khiến cho quý vị khán giả cảm thấy rất là bất ngờ. Ví dụ như là ca sĩ Titi, anh chàng ca sĩ rất là thành công, điển trai và hiện giờ đang rất là thành đạt, lại trải qua một tuổi thơ khá là cơ cực. Và cụm từ khóa cơm và nước đá cũng đã lấy đi khá nhiều nước mắt của các khán giả hâm mộ anh ấy. Xin mời. Cơm và nước đá. Ngày xưa là khi mà Ti còn nhỏ là ở dưới quê á, gia đình khó khăn lắm. Quê hồi đó, quê ngoại của Ti là ở Kiên Giang. Thì ngày xưa cũng khổ lắm. Ăn cơm là chỉ là lấy nước đá để chan vô làm canh. Và kiểu như mình làm kho quẹt á, mẹ thì làm kho quẹt. Kho quẹt quẹt như này chứ không có cá gì để kho nữa. Kho quẹt quẹt xong rồi cái mình đổ cái nước đá mà mình uống á, đổ vô ăn như canh vậy đó. Nhưng mà ngon. Mà ngon xưa, đúng rồi. Mà sao lại là phải là nước đá mới được? Nước đá nó mới mát hay sao ta? Nó mát ăn nó lạ lắm. À, giống là canh mình bỏ lạnh vậy đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà ở dưới quê của Titi là có nhiều người hay ăn như vậy không? Hay là cái đó là Titi tự chế ra? Đó là cha Ti ngày xưa ăn như vậy á. Xong cái mình cũng ăn theo. Cảm ơn Titi đã chia sẻ những điều này cùng với Khẩu vị ngôi sao. Nhưng mà có một anh chàng nghệ sĩ, điển trai, nam thần khác lại có cái gu ăn uống không phải dễ giống như Titi, là Huỳnh Quý. Huỳnh Quý thì có cụm từ khóa là tốt nhưng không thích. Đó là từ khóa liên quan đến cái cách ăn và cách uống của anh ấy. Anh ấy không có thích ăn trái cây, rau củ, nhưng mà nếu mà anh ép ra hành nước thì anh uống được. Trời ơi, sao khó vậy Quý? Hèn chi tới giờ còn kén quá trời, chưa có ưng được cô nào. Tốt nhưng không thích. Một loại thức ăn, thực phẩm rất là tốt cho sức khỏe nhưng mà em không thích. Có nghĩa là em bị dị ứng trái cây. Và rau củ quả luôn. Củ quả thôi, rau thì vẫn ăn được. Còn nghiêng về trái cây là đa phần em sẽ không ăn được trái cây. Mặc dù trái cây rất là tốt cho sức khỏe, bổ sung vitamin, thực phẩm này ngộ nữa. Ngộ ha. Ủa, thấy da mặt em cũng ok lắm mà ha. Dù em không ăn được mà ngộ cái em uống được. Sinh tố được, nước ép đúng được. Đúng rồi, ví dụ cái trái cây đó mà ép thành nước uống thì em có thể uống được. Những thử thách,
những sự chia sẻ vừa rồi của khách mời cũng như là những khán giả hâm mộ chỉ mới là một nửa sự thú vị của Không Vì Ngôi Sao thôi đó mọi người ơi. Và bên cạnh đó là khu vực gian bếp của mình với những cái điều kiện khá là khó khăn để chúng ta cùng chinh phục khẩu vị ngôi sao. Đến với chinh phục khẩu vị ngôi sao thì mỗi khách mời, đó chính là những khán giả hâm mộ, họ sẽ phải cố gắng vượt qua những cái trở ngại của địa hình. Đã có rất nhiều tập phát sóng mà người chơi không chịu đựng nổi cảm giác khó chịu. Có rất nhiều cảm giác, thí dụ như là đứng trên thảm gai, rồi đặt chân vào chiếc ủng với nhiều hỗn hợp tạp chất bên trong, nhầy nhụa, trời ơi, quý vị thử xem. Nấu ăn thì cũng phải cần phải có tư thế nữa, thoải mái để nấu chứ. Không biết là động cơ nào mà giúp cho ban biên tập có thể hành hạ người chơi đến như vậy. Không biết tin được. Sẵn sàng với hai vị bếp trưởng ngày hôm nay, mà đây là hai vị bếp trưởng độc nhất vô nhị lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, bởi vì không ai nấu ăn mà trong tư thế ngộ nghĩnh như vậy hết. Bởi vì sao? Bạn Quốc Huy giới hạn phạm quy di chuyển của mình, thậm chí bạn không được di chuyển luôn, đó chính là chiếc vòng tròn dưới chân mình, không được đặt chân ra khỏi vòng tròn nha. Quan trọng là lỡ thí dụ lấy những món rau củ quả sau lưng làm sao lấy đây. Mình dùng dụng cụ lấy cây là khều khều dít dít nữa lấy. Còn bên gian bếp của bạn Ba Giang, bạn đã cao, nay còn cao hơn. Bởi vì sao? Dưới chân bạn là một chiếc xe đẩy di động. Trong vòng 2 phút, xe sẽ bắt đầu di chuyển qua vị trí khác, nên chúng ta phải tranh thủ và thích nghi với hoàn cảnh. Thơ đã giành được chiến thắng và đã chọn phần bếp phải của gian bếp đúng không? Dạ. Thì thử thách của em trong phần này là em đã biết là gì chưa? Dạ, nhìn sơ qua thì đã biết rồi ạ. Đó là em phải đứng trong một cái bể chứa nước đá như thế này, mang đôi chân vịt và nấu ăn với cái phao nước này, nhưng mà em chỉ được đi di chuyển ở trong cái bể nước này thôi nha. Dạ. Em ổn không? Dạ, tạm thời là ổn ạ. Tạm thời là ổn ha. Bếp trái dành cho Linh thì sẽ có thử thách là đi trên một đôi dép gỗ như thế này. Có vẻ là đỡ lạnh hơn, nhưng mà em phải di chuyển làm sao để có hai ly nước ở trên hai đôi dép gỗ, không có bị đổ ra ngoài ha. Một bên đó là của Mỹ Tiên, làm ơn đừng có để ná thở đàn gà của anh đang thả phía dưới nha. Nhiệm vụ của em, di chuyển để lấy những dụng cụ và những nguyên liệu bằng cách là bước lên thảm gai. Cái thảm này nó hơi nhức nhích tí, nhưng mà khi mà em quen cảm giác rồi em giống như được massage vậy đó cưng. Đang cố gắng không được chạm vào gai nha. Okay. Rồi văn chữ ra ngoài, rồi văn chữ ra ngoài, rồi gom chữ bỏ vô nè. Còn bên, bây giờ em mới để ý nha. Gà này rất là giống anh. Thiệt á. Giống không? Rồi, Thanh Huyền, em thì lại khác. Dưới chân em là một cái đôi dép khá là đặc biệt. Nhiệm vụ của em sẽ di chuyển vượt qua các chướng ngại vật, không được chạm vào chướng ngại vật. Dạ. Nó hơi nặng nề, sẽ gây cản trở cho em, nhưng chỉ cần tập trung giữ thăng bằng là không bị té. Hai bạn fan hâm mộ của chúng ta đã sẵn sàng để nấu các món ăn của mình, nhưng mà đâu có dễ nấu vậy. Bên này bạn chọn gian bếp phải thì bạn sẽ có thử thách là đi trên cái chân vịt như thế này chị. À. Không có chỉ là chân vịt đâu, phải giữ thăng bằng hai cái ly ở trên chân vịt như thế này. Mà trong cái lúc chị bạn nấu nướng, bạn phải đi rửa, bạn phải đi lấy nguyên liệu này nọ, là bạn cũng phải giữ thăng bằng hai cái ly này. Ôi. Còn bên này gian bếp trái thì sẽ có thử thách là bạn phải đeo một cái găng tay boxing. Đó, có nghĩa là cái tay này khóa lại luôn rồi đó. Nấu một tay thôi. Trời ơi. Đó, cái đó mới là khẩu vị ngôi sao. Xin mời hai bạn bắt đầu thực hiện cái món ăn của mình nha. Tới giờ này em cảm thấy đói bụng rồi mọi người ạ. Khung giờ phát sóng này thật sự rất là phù hợp để cho chúng ta đã con mắt trước, rồi lát nữa mình ăn cơm nhà nó sẽ ngon miệng hơn. Và bây giờ thì xin mời quý vị, sau khi trải qua biết bao nhiêu thử thách và chông gai và chịu đựng biết bao nhiêu hoàn cảnh éo le, khó khăn và phức tạp, thì mỗi người chơi, mỗi khán giả hâm mộ đến đây, họ vượt qua những áp lực tâm lý về thời gian, về chướng ngại vật để có thể nấu ăn thật là ngon, dành tặng cho những nghệ sĩ thần tượng. Chúc mừng các bạn và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Kính thưa quý vị, sau một thời gian hành hạ người chị của tôi thì đây cũng có thành quả rồi chị. Dạ. Đây, hấp dẫn không chị? Sau những cái giai đoạn mà làm việc cực nhọc, bây giờ mình đã được đến thời gian bù đắp. Đói đúng không? Đói, ăn vô mới đã nè. Rồi bây giờ hai món này thì chị muốn thưởng thức món nào trước hả chị? Cho chị thưởng thức sushi nha. Trước tiên thì cho em nói trước là có thể cái món sushi này không phải là cái món sushi của chị của Út thích. Nhưng mà em muốn làm món này vì để có đầy đủ các chất, rau củ với lại là nó cuộn lại thì giống như là tình cảm của em dành cho Út vậy á. Rồi bây giờ mình thử món này trước đi. Rồi bây giờ chị thử nha. Dạ. Chị xin phép Thu, xin phép hai em dạ, nha. Dạ, em mời chị. Đây một đây, cái có nước chấm nữa chị. Cơm cuộn nghĩa tình. Chấm một cái. Tưởng là cơm cuộn thử thách. Thôi đừng thử thách gì nữa.
Úi cha, nó đã. Hồi hộp quá à. Ăn mà mình đau tim luôn á. Ngon, ngon. Trời ơi, ngon mà căng vậy đó. Rất là ngon. Thật sự. Dạ, bây giờ thì bắt đầu Tinh sẽ thử qua tới cái món này nha. Trước khi mà mình thử qua món này thì mình thử miếng nước. Chị cứ thưởng thức trước đi. Mai mốt mà lấy chồng chồng cưng lắm. Tôi nói thiệt. Yeah. Nấu ăn quá trời ngon. Bây giờ bắt đầu thưởng thức nè. Hôm ấy cho nãy mình cũng phụ giúp thử thách nhiều lắm á. Mấy cái bóng nó cũng định quất vô mặt em đó chị. Rồi nãy chị đi cà kheo á. Trời ơi em cũng nặng lắm chứ bộ. Chị đâu có bao giờ quên Thu đâu. Sẽ không bao giờ quên. Cá ngon. Bây giờ quá. Thu ăn với chị một miếng đi. Dạ thôi nha. Chị ăn Thu đi. Ăn với chị một miếng đi Thu. Dạ. Cảm nhận. Dạ ngon thôi quá Thu ơi. Dạ đây, thôi. Thu nhìn lại Thu. Thôi à, chị không mời nữa hả? Chấm chưa? Dạ thôi để em tự lấy. Dạ ngon lắm. Rất là ngon. Ai khóc nỗi đau này. Cảm giác rất là tình nghĩa. Đó, bây giờ Thu thông tin chị, Thu ăn thử một miếng với chị đi Thu. Dạ, lần này chị đúc thiệt. Thì không? Thề không gian thiệt dối. Thiệt không? Chị thật. Trời rung quá mọi người. Ăn mà em rung. Bây giờ sau khi thưởng thức hai món ăn thì chị cảm nhận như thế nào về cả hai món? Và có món nào làm chị yêu thích hơn hay không? Mỗi món đều có cái ngon riêng. Bây giờ nếu mà thật sự mà nói cân bằng hơn á thì là cái sushi á nó ok hơn. Vậy là món cơm cuộn yêu thương đem lại một chút may mắn cho bạn để bạn giành chiến thắng trong ngày hôm nay. Xin chúc mừng bạn. Quý vị thân mến, ở cuối mỗi tập phát sóng đều là những phần thưởng dành cho món ăn giúp cho chủ nhân của nó giành được chiến thắng với sự ấn tượng và quyết định đến từ nghệ sĩ khách mời. Nhưng mà món ăn còn lại luôn là những lời động viên, luôn là những món ăn tinh thần dành cho khách mời cũng như là khán giả xem đài. Họ đều dành hết tất cả những tình cảm, mong muốn nghệ sĩ thần tượng của mình luôn đảm bảo được sức khỏe, bình an và thành công trong sự nghiệp. Cảm ơn tất cả những người chơi, những khán giả hâm mộ đã đến đây. Và bên cạnh đó, đó chính là những kỷ niệm đẹp mà chúng ta dành tặng cho nhau với những công thức chế biến thật là độc đáo và ngon miệng. Hòa Đá Bơ rất là mong là xã hội chúng ta sẽ mau chóng quay trở về với cuộc sống bình thường. Kính mong tất cả quý vị có thật nhiều sức khỏe và bình an cùng với gia đình của mình quý vị nhé. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào lúc 17:50 Chủ nhật tuần sau trên kênh HTV7 với Khẩu vị ngôi sao, được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Hòa Đá Bơ xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.